Wow. Đấy, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình tính đi thuyền hơi nhưng mà nước sông nó dâng, tại vì do đập xả nước sông dâng nhiều quá không có đi được, nên mình ngồi bờ mình câu nha mọi người. Đây là bãi câu huyền thoại năm xưa đây. Dạo này cá sông bé cũng hiếm nhiều rồi nên là ít người câu ở đây. Chưa có nắng tới nữa mà, giờ tầm khoảng 7 giờ mấy. Um tùm hết rồi. Rồi bữa nay thì bị vỡ cái kế hoạch săn hàng rồi. Cái nước ở bãi câu huyền thoại này nó cạn lắm bạn ơi. Không biết là có cá lớn không. Hái sung rất là nhiều nha. Tính đi thuyền hơi săn cá tra rồi mà. Vậy là xong rồi. Thì trái sung nè, với cái này là cám. Cám này mình trộn đơn giản nha mọi người. Cám này là cám tanh với cám D1 thôi. Chỉ có hai loại thôi nha. Trộn mình nắng viên nhỏ nhỏ mình câu. Câu cám này ở đây rất là nhạy. Nhạy hơn những cám khác. Vò viên nhỏ nhỏ câu ha. Hai loại mồi. Còn mấy con trùng nữa thôi. Trùng bữa trước câu dư nè. Đó, thì tổng kết hôm nay có 3 loại mồi như vậy đó. Mình sẽ đánh ở cái bãi câu huyền thoại nha. Nước này là do đập Phước Hòa nó xả ra nhiều chứ không phải là do mưa đổ nước lên không người. Mưa nhỏ lắm chưa, không có đáng kể. Để mình thả thử cây cần tây coi sao ha. Trong thời gian đợi chuẩn bị cần câu máy. Ô, nước cạn nhất rồi mọi người ơi. Thôi dục đại ha, tí cá kéo rồi ra tính sau. Lục bình, bữa nay có lục bình nó trôi nữa. Y như mùa nước luôn. Rồi, ra cần thôi nha mọi người. Cám mình bóp viên nhỏ nhỏ này nè. Câu đủ loại hết nha. Dảnh cái xác cá trôi cũng ăn hết trơn á. Trôi tra. Cái mồi này mình làm mình câu được cá tra luôn rồi. Có lần giật được cá tra. Rồi cá trôi luôn luôn. Câu vậy cho nó đơn giản chứ mà cá sông bé giờ nó hiếm quá. Mình câu làm mồi đủ kiểu hết, đánh cũng không thua. Đó, hai viên như thế này nha mọi người. Xài lục bình quá à. Bình trôi nhiều lắm. Ê, có cá. Đây nè. Wow. Ôi, ăn cá mọi người. Vừa thả xong mình đang đi dọn cái chỗ để cắm cần đó mà. Nè. Yes. Con đầu tiên nha. Ê, con cá đầu tiên khi mà trở lại bãi câu huyền thoại mọi người. Cá he nha. Đấy. Đẹp không? Nè, cái cám rất đơn giản ha, chỉ có cám tanh với cám D1 thôi. Hai cái trộn lại là mình nắng viên nhỏ nhỏ mình câu được rồi, không cần làm phức tạp ha. Ui, cho nó dậy đi, trộn tiếp. Kìa mọi người, đó. Rồi cá nó giật đó, thấy không? Rồi. Rồi bây giờ móc sung câu nha mọi người. Nói chung thì mùa nào câu trái sung cũng được. Trái sung thì câu được hầu hết các loại cá mà nó ăn thực vật đó. Ở sông bé thì cá nào câu cũng được. Rồi sung nó mềm lắm mọi người. Thả xuống nước là cá nó bập là nó lụm liền à. Chứ không có cứng như mọi người nghĩ đâu. Mèo mèo à. Móc nguyên trái luôn ha. Đó, thẻo mình làm hai trái như này nè. Vậy là xử. Ok. Ui. Gì nè. Trời ơi. Đang đi tính dục trái sung cá lăng vàng mọi người. Đi. Mày kéo đã chưa?
Bữa nay chắc tại nước nó đập xả nước lên nó mới có cá ăn vậy đó. Cá nó ra đó. Bây giờ mình quăng trái sung nha mọi người. Đâu vừa hay vừa ra quăng câu cái nó ăn luôn. Đã. Rồi. Cá lăn vàng nè. Yeah. Ủa nó móc cái vây lưng nó vô bụng người nó rồi, nó tự sát thương nó rồi. Dạ. Đây. Đó mọi người, tạm thời cho vô vỏ hen. Đấy, từ mình tính sau. Con vàng nhỏ nhỏ. Đây, thêm mình đánh mồi trùng thêm một cây nữa nha mọi người. Đánh bãi huyền thoại thì phải đánh mồi huyền thoại nữa. Kiếm thêm. Nước đục đục này chắc nghĩ cá nó cũng lên ăn trùng á. Bình thường nước trong cá câu trùng chán lắm. Ok. Cá nó ăn cần tay riết mà dính gốc ăn kéo không được. Nó dính gốc nữa kìa. Kỳ cục. Rồi có nè. Mồi trùng nha mọi người. Đang chỗ này nó đang bị nắng chiếu á, mình không có quay cái cảnh đầu cần. Ui cá chạch, cá chạch. Yes. Ồ nắng nó bị chói mình không quay giật đầu cần được. Cá chạch ngon chưa? Đây. Đây đây. Đâu rồi? Ở đây. Đó. Chạch lấu nha mọi người. Lâu mới coi lại chỗ bãi câu huyền thoại tưởng hết cá rồi chứ. Nguyên một khô là không câu nó luôn á. Nè. Đã không? Ôi trời. Tệ thật. Nó ăn nãy giờ rồi nó cứ nhấp 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 nhử riết mới kéo mạnh mình mới giật. Phê mọi người, nuốt lưỡi rồi. Nuốt sâu luôn rồi. Khỏi sảy. Một con nữa. Vô vỏ nè. Ui. Cũng lê rai có cá ăn đó mọi người. Cái cần tay này ăn nhiều lắm mà nó dướng gốc gì đó. Sảy mấy con rồi. Nó lục bình trôi rồi. Chẳng khác nào mùa nước các bạn. Nay là bữa nay là cuối tháng 3. Cuối tháng 3 mà trời thời tiết nó kỳ cục thiệt. Cá gì mà kỳ cục. Cá sợ mới quay rồi các ông ơi. Đây nè. Cá sát. Giật ầm ầm luôn mà mở máy quay phim lên lại im. Con nhỏ nha mọi người, ăn cám. Đây. Một cu nữa. Ủa có con. Cá lăng nè. Lại cá lăng nhỏ nữa mọi người. Em nữa, cá lăng đuôi đỏ nha mọi người. Nè, mình nghĩ là hôm nay là mấy bữa nay nước nó mưa đó, cái nước hơi đục đục, cái cá lăng nhỏ nhỏ rồi nó ra nó ăn câu nè, ăn mồi nè. Con này yếu luôn rồi. Dính nãy giờ mà không biết. Đấy. Con gì cắn đứt cái đuôi nè, cá nóc hay gì đó. Thôi cho vào vỏ luôn nha. Đó đó, có cá ăn không mọi người? Rồi. Canh nãy giờ mới được. Đây. Cá gì đây thôi. Ui. Yes. Cá rảnh nha mọi người. Đây.
Đó, ngoài cám nè, lâu lắm rồi mới câu được cá rảnh đó. Cá rảnh mùa năm ngoái nhiều lắm, cá rảnh năm nay đó ít ít hơn năm ngoái. Năm ngoái đi giật được 3-4 kg. Đây, một con nữa nha. Năm nay hiếm quá trời quá đất, cá nào cũng hiếm hết trơn. Câu trái sung nó em ru mọi người. Sáng giờ không thấy động tĩnh gì cả. Rồi nước nó đang dâng nữa mọi người. Hôm nay đập xả nhiều kìa. Hồi sáng thì thấy cá còn ăn lai rai, bây giờ thì êm luôn rồi. Thì mình giới thiệu cho mọi người cái này nè. Cái cây này là cái cây ăn được. Chỗ mình gọi là cây rau mớp á. Ăn ăn cái đọt non của nó nha mọi người. Cái này mà về nhà muối muối chua lại cái mình xào lên ăn rất là ngon luôn. Đấy, mình kiếm cây thêm nè. Ăn ăn cái đọt non thôi. À đây có nè. Đấy. Đây ít chứ dưới ruộng nhiều lắm. Đó. Ăn cái đọt này nha mọi người. Ngon lắm. Này mà làm đúng chuẩn là ăn hơi bị hao cơm đấy. Ngon hơn cái dưa, ngon hơn cái dưa cải muối chua nhiều. Ngồi xíu nữa coi không được thì đi về rút quân rồi. Cá nó không ăn luôn mà. Rồi thôi 12 giờ mấy rồi, không xi nhê mình đi soạn đi về nha. Ra coi thả mấy con cá lăng đi. Nước nó còn đang dâng nữa nè, khó câu quá. Câu sát bờ mà không ăn thua luôn. Bây giờ mình xuống mình coi cá, mình thả mấy cá lăng đi ha. Nè. Tối thui vậy ta. Đó, được con chạch với con dảnh, con he, hai con cá lăng, con gì nữa ta. Đây, lăng vàng nha, về đi. Mặc dù nó tự cà nó bị thương rồi nhưng mà còn khỏe lắm. Còn lăng đuôi đỏ đâu mất rồi. Về đi nha, về để trứng cho mùa nước năm sau nha. Rồi còn cái này mình giữ nha mọi người. Còn được con cá chạch nè. Cá chạch với mấy con trắng, con cá cá sát nữa. Đây. Đấy. Đã chưa? Con này về một mình nó thôi ăn cũng được rồi. Rồi hôm nay thì trở lại bãi câu huyền thoại, cái bãi câu mà nhờ cái bãi câu này thì mọi người mới biết tới cái kênh của mình nhiều á, thật sự luôn. Thì câu được cái tầm lai rai mấy con thôi. Chờ mùa nước tới nha mọi người. Thôi mình sẽ phép dừng video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Bye. Đấy, con này về là tối nay là chiên xử. Ok.